chào cả nhà nhé. Cô Tâm thì cách đây 4 tháng cô đã tới BBT Ma làm hai công nghệ chung luôn, là công nghệ nâng cơ với Entherapy và công nghệ xóa nhăn với Therma đó cả nhà. Thì hôm nay là cô tới làm công nghệ gì cô? Cô hôm nay tới là để cô chạy cái laser cho nó sáng da đó. À đúng rồi, đây hôm nay thì cô tới làm laser, nhưng mà các bác sĩ cũng như là tư vấn tại BB Thanh Mai rất là vui vì cái diện mạo mới của cô rất là khác so với cô của 4 tháng trước, đúng không cô? Đúng rồi. Do đó nên là các bác sĩ cũng như tư vấn viên đã thuyết phục cô tham gia livestream để có thể chia sẻ với cả nhà trường hợp của cô, thì để thấy được cái sự khác biệt đó nó to lớn như thế nào thì chắc con cũng xin phép cô Tâm cũng như là cả nhà mình coi lại cái hình ảnh trước đây của cô Tâm nhé. Dạ đây ạ, cả nhà mình ơi, trước khi mà cô Tâm tới BB Thanh Mai làm đẹp thì đây là tình trạng làn da của cô Tâm. Đây là hình ảnh thật 100% được chụp trước khi mà mình làm công việc tại BB nha cả nhà. Là như cả nhà thấy đây là tình trạng cơ đổ của cô rất là nhiều và đổ rất là sâu này cả nhà. Nó hình thành hai cái cục má ở hai cái đường viền hàm và nó tạo ra cái rãnh từ mũi má đi xuống phần mùng miệng luôn. Đó, ở hai bên luôn nha cả nhà. Và tình trạng bọng mắt của cô cũng rất là sâu và to, đặc biệt là cái cung chân mày cũng như mí mắt và đuôi mắt cô cũng xuất hiện nếp nhăn này, cũng như là bị sụp rất là nhiều. Đó, thì chỉ sau 4 tháng thôi, đây mời cả nhà mình cùng coi lại. Đây là hình ảnh hiện tại của cô Tâm. Cả nhà thấy khác nhiều không ạ? Cái nếp nhăn này, rãnh sâu này gần như là biến mất 70-80% rồi. Cái cục má ở đây nhiều lắm rồi. Dạ, cái cục má ở đây là nó đã nâng lên hẳn, nó không còn đổ nhiều và nhão như ngày xưa nữa. Dạ cô Tâm ơi, bây giờ cô Tâm có thể chia sẻ cái cảm nhận của cô cho khách hàng BB được không cô? Trước tiên là cô cảm ơn bác sĩ ở tại BB Thanh Mai này. Dạ. Rồi xong cô rất là vui. Rất là vui khi mà mình nhìn thấy cái mặt mình trẻ được nhiều, không có bị chảy xệ. Cái rãnh sâu này nè, cô mất đi. Cô cũng mừng lắm. Rồi cô cũng cảm ơn bác sĩ ở đây và các con đã giúp đỡ cô. 4 tháng rồi đó, giờ cô lên cô chạy cái laser cái da cho nó sáng lại nữa. Bây giờ thì cái thời kỳ tiền mãn kinh mình á, xong cái da mình nó sạm, cho nên cô muốn chạy cái laser đó cho nó đẹp và tí nữa, cái nó laser sáng tí nữa. Đúng không cô? Thì đó, cả nhà mình thấy không ạ? Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô Tâm? Cô năm nay hả? 60 rồi. Đó, cô Tâm 60 tuổi, cô Tâm đến BB Thanh Mai làm đẹp. Cô Tâm đẹp hoài luôn cả nhà mình ơi. Đó, chỉ với sau kết hợp hai công nghệ. Thì chia sẻ với cả nhà là cô Tâm không phải là khách hàng mình ở Sài Gòn đúng không cô? Cô ở rất là xa. Cô ở đâu cô? Cô ở dưới Sóc Trăng á. Đó, cô ở dưới Sóc Trăng. Cô sắp xếp, cô tin tưởng BB nè, cô sắp xếp cô lên BB Thanh Mai cô làm. Thì mình, tại vì mình ở xa nên là mình kết hợp chung công nghệ ân thơ và công nghệ thơ mát luôn. Thì bây giờ gương mặt của cô đã thay đổi ngoạn mục luôn. Bây giờ em mời cả nhà mình xem lại cái hình ảnh trước đây của cô Tâm để cho cả nhà để thấy được cái sự khác biệt rất là rõ rệt nha cả nhà. Đây ạ. Đó, cái hình ảnh trước đây của cô Tâm cả nhà mình thấy rất rõ đúng không cả nhà? Đó, thì bây giờ đây là cái hình ảnh hiện tại của cô Tâm. Khác quá trời khác luôn, cô Tâm trẻ ơi là trẻ. Mà rãnh là nó đỡ bao nhiêu luôn. Mà cái cục ở dưới má này ngày xưa nó xệ thiệt là nhiều, và bây giờ nó đã lift lên, căng lên hẳn rồi. Mà hôm nay 4 tháng, mình nó sẽ sáng đẹp hơn. Hôm nay cô đi laser là gương mặt của cô sáng bừng luôn nè. Đó, cô mới đi xong mỗi một buổi thôi đó cả nhà, mà cái gương mặt của mình đã sáng lên hơn hẳn rồi. Rất là cảm ơn cô Tâm đã tin tưởng BB. Và cô Tâm không biết cô có muốn nói gì với các khách hàng của BB không cô? Cô cũng gửi lời đến các chị em bạn gái, ví dụ mà da có lão hóa hay là giống như cô chảy xệ thì nên đến BB Thanh Mai để mà làm đẹp giống cô, rồi sẽ được trẻ giống như cô nữa chứ. Cảm ơn cô Tâm nhiều, rất cảm ơn cô Tâm đã tin tưởng dịch vụ tại BB. Luôn chú trọng đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp, chất lượng 5 sao. BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ và hàng ngàn khách hàng khắp cả nước. BB Thanh Mai tự hào có giám đốc y khoa là tiến sĩ bác sĩ Thai Nach Lily, là bậc thầy y khoa nổi tiếng trên toàn cầu, là diễn giả tại nhiều hội nghị
lớn tầm cỡ quốc tế, chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa lớn trên thế giới và hiện tại là cố vấn cấp cao cho nhiều hãng thiết bị y tế hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Tai luôn cập nhật và giảng dạy các công nghệ mới nhất này đến các bác sĩ trên toàn thế giới và đưa ra những cái phương pháp làm đẹp tối ưu nhất cho từng trường hợp khách hàng. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai, người đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng về thẩm mỹ viện như thẩm mỹ viện tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trị hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước luôn lui đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Mong rằng BB sẽ có cơ hội được giúp quý khách nâng tầm nhan sắc. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB.